Chung kết Anh Trai C2 có ưu ái gà nhà. Anh Trai C2 gây tranh cãi trên các diễn đàn khi có đến 9 nghệ sĩ chung một công ty quản lý, có mối quan hệ với nhà sản xuất, có mặt trong đêm chung kết. Sau vòng Live Stay 4, 16 anh trai góp mặt trong tập chung kết là Isaac, Anh Tú Atus, Quân AP, Dương Đồ Mích, Jason, Đức Phúc, Eric, Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip, Rider, Captain, Quang Hùng Master D, Song Luân, Anh Tú Voi và Pháp Kiều. Tuy nhiên, trên các diễn đàn chia sẻ về việc 9 nghệ sĩ là Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip, Rider, Captain, Quang Hùng Master D, Song Luân, Anh Tú Voi và Pháp Kiều đều thuộc chung một công ty quản lý. Chưa kể, nhiều nguồn tin cho rằng Dương Đồ Mích cũng sẽ sớm về công ty này. Trong phần liên hệ công việc trên trang cá nhân có dấu tích xanh chính chủ, 9 nghệ sĩ đều để email liên hệ của một công ty quản lý. Công ty này có mối liên kết với nhà sản xuất Anh Trai C2. Từ đây, công chúng đặt dấu hỏi cho việc nhà sản xuất có đang ưu ái gà nhà. Tại sao có đến 9 trên 16 nghệ sĩ thuộc quản lý trong công ty cùng vào chung kết? Liệu những nghệ sĩ còn lại có đấu được với 9 anh trai này? Phóng viên Lao Động liên hệ với đại diện truyền thông của chương trình Anh Trai C2 nhưng không nhận được câu trả lời. Ngoài những bình luận hoài nghi về việc nhà sản xuất ưu ái nghệ sĩ do công ty quản lý thì cũng có bình luận cho rằng các nghệ sĩ chỉ hợp tác thương mại do các nghệ sĩ cứu nhau và do điểm bình chọn của khán giả. Trao đổi với phóng viên Lao Động về khái niệm hợp tác thương mại, anh Đức Phong lý giải, nghệ sĩ hợp tác thương mại khác với nghệ sĩ là gà nhà của một công ty. Nếu nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty sẽ được công ty đầu tư sản xuất các sản phẩm về nghệ thuật như làm nhạc, làm phim, xây dựng hình ảnh, được công ty trả lương dựa trên thỏa thuận ăn chia giữa hai bên. Nghệ sĩ hợp tác thương mại thường ngắn hạn tính theo từng dự án. Họ được một công ty mời đi hát, đi diễn thời trang, đóng quảng cáo và được trả cắt xê. Ngay từ những tập đầu tiên, nhiều cái tên như Rider, Hiếu Thứ Hai cũng luôn đứng trong tranh cãi, được cho là có sự ưu ái từ nhà sản xuất. Rider, Captain, Hurricane từng tham gia Rap Việt cùng nhà sản xuất với Anh Trai C2. Nhiều cái tên khác cũng được khán giả điểm danh đã tham gia các chương trình khác của nhà sản xuất Anh Trai C2 như thế nào. Anh Trai C2 đang đi tới chặng cuối, nhận được sự quan tâm của khán giả. Không chỉ các tiết mục của chương trình liên tục nằm trong top thịnh hành mà các chủ đề bên lề cũng trở thành chủ đề thảo luận trên các diễn đàn. Trong đêm Live Stay chung kết, 16 anh trai sẽ trình diễn 16 tiết mục solo. 4 bài nhóm sẽ được các đội trình diễn, phát triển từ 4 beat đã chọn. Được biết, 16 anh trai sẽ cùng biểu diễn chung trong một tiết mục kết hợp cùng DJ nổi tiếng thế giới.